Tiếp theo là cách làm video từ nhỏ tới to. Đấy gọi là keyframe. Keyframe ở đây là gì? Mọi người hiểu như là đây, từ điểm A tới điểm B nó sẽ khác nhau. Ví dụ đây là điểm A tới điểm B đúng không? Thì điểm A nó sẽ là bình thường, còn điểm B là nó từ từ to dần. Thì trên video cũng vậy, thì mọi người sẽ chọn vào đoạn video này. Trên đây có hình thoi và hình dấu cộng, mọi người sẽ nhấp vô để đánh dấu điểm A. Tiếp theo là mọi người sẽ đưa lấy ngón tay của mình đưa đoạn video về sau một tí. Sau đó mọi người sẽ zoom ra hoặc là cho nhỏ lại. Và video của mình sẽ thành ra như này. Thế phần này mình muốn cho lại bình thường thì cũng làm như vậy. Mình sẽ lấy hai ngón tay zoom nhỏ lại. Đấy, các hình dấu thoi này nó sẽ đánh dấu những cái điểm mà bạn đã đi qua. Đấy, kiểu vậy. Ví dụ chỗ này thì mình muốn to, chỗ này mình cho bình thường lại. Đấy. Và bây giờ là cách tăng giảm tốc độ theo ý mình muốn để giúp cho video của mình nó chậm hơn hoặc cho nhịp điệu nhanh hơn. Thì đây, ví dụ mình chọn vô đoạn video này thì mình sẽ chọn vô tốc độ, thì nó sẽ cho mình một là bình thường, hai là uốn cong. Thì uốn cong nó sẽ nâng cao hơn thì mình sẽ hướng dẫn phía sau, còn giờ bình thường nó sẽ đơn giản cho mình. Trong đây thì nó sẽ hiện ra nhiều tốc độ khác nhau. Ở đây tốc độ bình thường là 1x. Mình muốn cho video của mình nhanh hơn thì mình sẽ tăng lên. Ví dụ mình tăng lên 2x. Đấy, nó sẽ nhanh hơn. Và mình có thể tăng cao hơn nữa. Còn muốn chậm lại thì mình sẽ kéo lùi về sau. Ví dụ tầm 0.5x. Đấy, mọi người sẽ thấy video của mình chậm hơn. Đấy, thì đây là cách tăng giảm tốc độ của video của mình. Và trong video tiếp theo, Huy sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để làm sao mình ghép những đoạn hình ảnh bên ngoài hoặc là những hình ảnh mình nhắc tới nó sẽ xuất hiện trong video của mình. Và cùng đến với video tiếp theo nào.